Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Netviet TV. Chào mừng quý vị đến với tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Tiết mục Hot News với Thanh Tùng vào sáng thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị vẫn là đề tài liên quan đến thất nghiệp nhưng đây là một thông tin rất là khích lệ cho cả nước Mỹ. Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát cho tới bây giờ, con số người thất nghiệp trên toàn nước Mỹ dưới mức 1 triệu Điều có nghĩa là gì? Và trong hoàn cảnh này thì tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ ra sao? 300 hay 400 như xác lệnh hành pháp của Tổng thống Trump? Thanh Tùng sẽ mang đến quý vị một số những thông tin chi tiết. Tuy nhiên, trước hết cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho tiếng mục Hot News với Thanh Tùng vào giờ này, đó chính là chuyên viên địa ốc và tài trợ Côn Trần. Chuyên viên ốc kiện tài trợ Côn Trần xin nhắc quý đồng hương lãi suất hiện đang ở dạng mức thấp chưa từng có, thích hợp để làm refinance với khoản vay 510.000 đồng, chương trình 30 năm fix no point no cost chỉ 2.625% đến 2.75% 15 năm fix no cost chỉ 2.25% đến 2.375% 10 năm fix chỉ 2.25% với nhà cho thuê lãi suất là 3.25% đến 3.375% no point no cost liên lạc với anh Công Trần để làm refinance 408 509 2124. Bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng cũng được sự uh, giúp đỡ từ Hoàng Plumbing đã phục vụ quý đồng hương trên 20 năm giá cả nhẹ nhàng và uy tín 408 221 3615. Bảo trợ Hot News với Thanh Tùng đó là An Khang Mì Gia trong khu Việt Nam Thao, trên đường Story Road thành phố San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần 408. 217-9496 Bảo trợ cho Hot News với thanh tụng là tiệm Kim Loan Healthcare Tòa lạc bên trong khu thương xá Grand Century Mall trên đường Story Road, thành phố San Jose Tạm thời khu thương xá đang đóng cửa để tránh dịch nhưng tiệm Kim Loan vẫn mở cửa buôn bán như bình thường Quý vị cần mua sắm với tiệm Kim Loan chỉ cần gọi một tiếng Chị Kim Loan ra mở cửa cho quý vị 408 292 ba Thưa quý vị, lần đầu tiên, con số người thất nghiệp về kinh doanh đi hưởng trợ cấp trên toàn quốc trong một tuần đã rớt xuống ngưỡng 1 triệu, tức là dưới 1 triệu. Và đây là lần đầu tiên dưới 1 triệu như vậy kể từ khi đại dịch bùng phát suốt 5 tháng vừa qua. Thưa quý vị, cơn bùng phát dịch bệnh nó đã khiến cho tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, số người bị thất nghiệp cũng tăng và cùng một lúc là chương trình 600 đồng một tuần. Trợ cấp thất nghiệp của chính phủ liên bang cũng đã hết hạn và đẩy hàng chục triệu người thất nghiệp vào cảnh hết sức khó khăn để trả tiền nhà, trả tiền xe, mua thực phẩm, chi trả các vật dụng trong gia đình. Thưa Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết là số người thất nghiệp và ghi danh đi hưởng trợ cấp lần đầu tiên giảm trong tuần lễ vừa qua. Chỉ còn là 963.000 người. 963.000 đơn mà thôi. Vậy như vậy đây là tuần thứ nhì con số người ghi danh hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm đi. So với hồi tuần trước, quý vị nhớ là 1 triệu hai 1 triệu 200 000 người thất nghiệp và ghi danh để hưởng trợ cấp. Trong khi tuần lễ này thì là 963 000 Quý vị thấy giảm hẳn đúng không? Con số giảm này cho thấy là tốc độ sa thải nhân viên trên cả nước Mỹ đã bắt đầu chậm lại. Dẫu sao, con số này nó vẫn còn cao lắm 963.000 người thất nghiệp trong một tuần Nó vẫn còn cao lắm so với thời kỳ trước đại dịch COVID-19 Lúc đó đó, lúc mà kỷ lục đi nữa đó Cũng chưa bao giờ vượt qua ngưỡng 700.000 cả trong một tuần thưa quý vị Cơn đại dịch khiến cho nhiều người bây giờ Bây giờ thấy nè, ăn uống mình cũng ngại Đi shopping, mua sắm cũng ngại Đi du lịch cũng ngại Và chính là dẫn ảnh hưởng tới nền kinh tế Khiến kinh tế nó trì trệ thêm đó yếu kém hơn. Rồi, khi mà kinh tế yếu kém thì các cửa tiệm lại tiếp tục phải sa thải nhân viên để có thể sống còn. Thì quý vị nhìn, hiện bây giờ 23 tiểu bang trên toàn nước Mỹ hoặc là phải ngừng kế hoạch mở cửa thêm các cửa tiệm, các công ty, các cửa hàng trong tiểu bang mình hoặc là đã cho mở rồi, bây giờ phải đóng cửa trở lại. 23 tiểu bang trên toàn nước Mỹ hiện trong hoàn cảnh đó thì quý vị cứ tính. Cho nên số người thất nghiệp vẫn còn cao là như vậy vẫn còn cao là như vậy. Tuy nhiên có vị có một cái tín hiệu đầy hy vọng là sao? Tỷ lệ nhiễm Covid-19 mới trên toàn nước Mỹ trong vài tuần lễ vừa qua bắt đầu giảm, giảm hẳn. Tuy nhiên nó vẫn còn cao, là cao hơn so với cái hội đỉnh điểm của tháng 5 và tháng 6. Nhưng mình so với hồi tháng 7 đó, thì bây giờ mình đã thấy con số nó giảm rồi nha quý vị. Rồi, như vậy, con số người hiện nay đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc cũng giảm theo luôn cũng đang giảm theo quý vị nhớ tuần lễ trước đó là 16 triệu 100 ngàn người sang đến tuần lễ vừa rồi thì nó chỉ còn lại là bao nhiêu quý vị 15 triệu rưỡi thôi tuần trước đó là 16 triệu 100 ngàn tới tuần lễ vừa rồi chỉ còn 15 triệu 500 ngàn người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc mà thôi bây giờ mình nói về cái uh, số tiền 600 đồng cái số tiền 600 đồng này là nhờ vào đạo luật CARES Act trị giá 2.200 tỷ Mỹ Kim mà Quốc hội và Tổng thống Trump thông qua hôm 27 tháng 3 thì trong đó có cái điều khoản là chi trả 600 đồng một tuần cho những người thất nghiệp trên toàn quốc kéo dài từ 29 tháng 3 cho tới 25 tháng 7 cho hầu hết các tiểu bang và có gì biết là nhờ cái 600 đồng này mà cứu được cho rất nhiều gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn không tìm ra công ăn việc làm nhờ vậy mà họ mới có thể sống còn trong suốt những tháng khó khăn vừa qua và bây giờ như cả nước đều biết 600 đồng một tuần đó chương trình đã hết hạn từ 25 tây tháng 7 rồi. Từ 25 tháng 7 cho đến thời điểm này. Cho đến thời điểm này, lập pháp, tức là lưỡng diện quốc hội, thượng diện, hạ diện, Dân Chủ, Cộng Hòa cùng với Tòa Bạch Ốc vẫn chưa đạt được bất kỳ một thỏa thuận nào. Đặc biệt là liên quan tới chuyện gia hạn tiền trợ cấp thất nghiệp cho hàng chục triệu người Mỹ hiện nay. Vẫn chưa có một thỏa thuận nào Cho tới bây giờ quý vị thấy Mỗi bên đều vẫn giữ vững quan điểm Lập trường và ý muốn của mình Bên Cộng hòa Thượng Diện Chỉ muốn dừng lại là 200 đồng một tuần gia hạn mà thôi Bên Dân Chủ Hạ Diện Thì muốn 600 đồng một tuần Như trước kia Tổng thống Trump và Tòa Bạch Ốc Thì muốn 400 đồng một tuần Gia hạn luôn cho tới tháng 12 Trong hoàn cảnh đó Quý vị thấy tiền gia hạn trợ cấp thất nghiệp chưa được bàn tới chưa được thông qua chưa được giải quyết mà trong thời điểm này là thời điểm hàng chục triệu người dân đang thất nghiệp tiền ở đâu có để mà trả tiền nhà trả tiền thực phẩm trả tiền xe và hàng loạt tiền phải lo trước mắt nếu chỉ trong cậy vào tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang nơi mình cư ngụ mà thôi quý vị thấy ở tiểu bang cali tối đa một người mà nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp Nó chỉ có 450 đồng một tuần mà thôi 450 đồng một tuần có gì nhân cho 4 tuần Nếu có gì thấy Nó khoảng ngàn uh, tám à 1 tám đúng không có gì ngàn tám đó có gì phải tính làm sao để trả tiền nhà Tiền xe, tiền thực phẩm Hàng loạt tiền về điện, nước, wifi Ở trong nhà của mình Làm sao sống nổi Ở thời điểm này có gì biết Ở Cali giật giá đắt đỏ lắm Đắt đỏ hơn những tiểu bang khác rất là nhiều Chính vì vậy mà bây giờ ai người ta cũng trông cậy vào chuyện chừng nào có chương trình gia hạn trợ cấp thất nghiệp đây. Cho tới giờ này bế tắc vẫn là bế tắc ở quốc hội nha quý vị. Chưa có đụng động đẩy gì hết. Chưa có diễn biến tiến bộ nào hết. Chính vì cái hoàn cảnh đó mà Tổng thống Trump phải ra tay. Tổng thống nói gì các ông các bà không đạt được thỏa thuận. Cứ tranh cãi với nhau lâu quá, rồi hàng chục triệu dân Mỹ tính sao? Cho nên Tổng thống Trump mới đặt bút ký sắc lệnh hành pháp vào hôm thứ Bảy tuần trước. Và nhờ xác định hành pháp đó mà Tổng thống nói hàng chục triệu người thất nghiệp trên toàn quốc bây giờ sẽ nhận được gia hạn trợ cấp thất nghiệp 400 đồng một tuần. Bắt đầu từ 1 tháng 8, gia hạn cho tới 27 tháng 12 sắp tới. Và trong cái 400 đồng đó, Tổng thống cũng nói rõ có 300 đồng là tiền của chính phủ liên bang cấp, 100 đồng còn lại là các tiểu bang phải hùng vốn vô, phải hùng vô để có đủ 400 cho người thất nghiệp thì sau khi xác lệnh được đưa ra hàng loạt các tiểu bang phản đối họ đến bây giờ họ không có tiền lý do không có tiền thì ai cũng biết rồi đại dịch cửa tiệm đóng cửa công ty đóng cửa và đóng cửa thì đâu có tiền đó đóng thuế mà không có thuế thì tiểu bang với lại chính quyền địa phương lấy tiền ở đâu ra mà điều hành ở tiểu bang cali ông thống đốc gavin newsom nói nếu mà làm theo lời tổng thống là chi 100 đồng một tuần cho một người thất nghiệp thì tiểu bang cali phải có ít nhất 700 triệu mỹ kim một tuần một tuần nha quý vị 700 triệu Mỹ Kim làm gì có ở đâu ra đào đâu ra tiểu bang kali cũng thâm thủng ngân sách chính vì vậy nhiều tiểu bang sẽ không tham dự vào cái chương trình trợ cấp thất nghiệp gia hạn theo ý muốn của tổng thống Trump bây giờ phía tòa bạch ốc nói gì cố vấn kinh tế của tòa bạch ốc là Larry Kudlow cách đây hai ngày có lên tiếng giải thích như sau được thôi nếu các tiểu bang không muốn chi 100 đồng cho trợ cấp thất nghiệp gia hạn như ý Tổng thống Trump muốn thì mình tính 300. Tính cái tiền liên bang đó là 300 đồng một tuần. Như vậy mình tính 300 thôi. Thì bây giờ đó liên liên bang họ, họ xem như thế này nè. Cái tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang mà chi cho người dân của mình từ từ 100 đồng trở lên thì đó được xem như là tiền phụ giúp của tiểu bang rồi đó. Thay vì, thay vì ý của Tổng thống Trump muốn ngoài cái tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang, tiểu bang phải chi thêm 100 nữa để phụ tiền giới liên bang kết hợp lại thành 400. Đó, ý tổng thống vậy. Nhưng bây giờ vì tiểu bang họ nó không có tiền, nên tổng bây giờ bên tòa Bạch Ốc họ đồng ý được, bên tụi tôi vẫn giữ 300 của liên bang. Thì bây giờ tụi tôi sử dụng cái tiền mà trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang đó, gợp nó vô chung. Cái tiền trợ cấp thất nghiệp này từ 100 đồng trở lên, ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp 100 đồng trở lên của tiểu bang? Đủ điều kiện để nhận 300 đồng của liên bang miễn tượng trăm đồng trở lên thì cái 100 trăm đồng trở lên đó được xem là phần hùng của tiểu bang đó. đó là cách giải thích của ông Larry Kudlow. Điều có nghĩa là sao? Có gì? Điều có nghĩa rằng là ngoài cái tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang, quý gì chỉ được nhận ba trăm đồng của liên bang mà thôi chứ không phải bốn trăm. Chỉ ba trăm của liên bang một tuần mà thôi chứ không phải bốn trăm là bởi vì một số tiểu bang họ không tham dự vào chương trình này. Và nếu điều này mà biến thành sự thật thì quý vị sẽ được nhận nè tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang phải từ 100 đồng trở lên quý vị mới được nhận 300 đồng một tuần của liên bang cộng nó lại là tiền trợ cấp thất nghiệp của quý vị và theo tinh thần là gia hạn cho tới 27 tây tháng 12 vấn đề ở chỗ là tổng thống không có tiền tiền là nằm trong tay quốc hội tổng thống là không có tiền thì tổng thống lấy tiền ở đâu ra để chi cho cái gì? Ông ấy lấy 44 tỷ Mỹ Kim trong quỹ FEMA là cơ quan đối phó trước tình trạng khẩn cấp quốc gia. 44 tỷ đó để chi trả cho tiền 300 đồng một tuần của rất nhiều người thất nghiệp hiện nay. À, có gì có tính 44 tỷ có gì chia cho 15 triệu 500 ngàn người đang thất nghiệp hiện nay 300 đồng một tuần có gì ra được cái số tuần mà chi trả được cho quý gì gia hạn chắc chắn sẽ không đủ cho tới 27 tháng 12. ta ra đây chỉ là giải pháp tạm thời. Mình vẫn phải chờ vào chương trình cứu nguy kinh tế của quốc hội thông qua trong thời gian sắp tới. Quý vị trả lời liền cho quý vị thanh tùng hết giờ nhưng phải nói ngay là chừng nào tôi mới có được 300 của liên bang thì nó còn tùy. Phía bên tòa Bạch Ốc nói hai tuần nữa quý vị sẽ có. Nhưng các EDD của các tiểu bang nó không. Bây giờ phải thay đổi cái system này qua cái system bên kia, cái hệ thống này qua hệ thống bên kia. Nó phải mất nhiều tuần. Sớm nhất mà quý vị có thể nhận được phải là qua tới tháng 9 hoặc là cuối tháng 9. Đó, hai bên nói vậy Thanh Tùng kể quý vị nghe em có ý kiến. Rồi, quý vị giữ, quý vị giữ băng tầng này sau ít phút quảng cáo Thanh Tùng sẽ trở lại ngay. Thanh Tùng kính lại, chào lời chào tái ngẫu đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng vào giờ này thì Thanh Tùng sẽ mang đến quý vị thông tin về việc là quý vị nếu là chủ nhân của các cơ sở thương mại dịch vụ loại nhỏ đó, quý vị có thể sẽ nhận được số tiền hỗ trợ của thành phố San Jose. Số tiền đó lên tới 15.000 đồng. Làm sao biết tôi có đủ điều kiện để nhận 15.000 đồng, làm sao để tôi ghi danh? Đương nhiên, đó là bổn phận của Thanh Tùng, sẽ phải chia sẻ với quý vị. Nha, quý vị giữ băng tầng này cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho chương trình trước rồi Thanh Tùng sẽ đi vào chi tiết sau nha bây giờ chờ chút xíu thôi bảo trợ cho tới một hot news giữa thanh tùng vào giờ, giờ này chính là paloma cafe ngay mặt tiền khu thương xá grand Sen uh, grand century mall trên đường story road thành phố san jose đã mở cửa buôn bán ngoài trời từ chính giờ sáng đến sáu giờ chiều mỗi ngày paloma cafe 4082770922 Bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ, giờ này cũng chính là Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân, tòa lạc bên trong khu thương mại Paloma Plaza, với số điện thoại là 408 528 9297. Bảo trợ cho Hot News giới thành tụng đó chính là TN Karaoke, cũng tọa lạc bên trong khu thương mại Paloma Plaza cùng khu thương mại giới Xuân Vân Healthcare. TN Karaoke 408 2300 Bảo trợ cho Hot News giới Thanh Tùng cũng là uh, tiệm Angel Beauty. Angel Beauty thì tọa lạc bên trong khu thương xác Grand Century Mall với số điện thoại là 408 417 -8638. Thưa quý vị, bây giờ là thông tin. Quý vị nghe kỹ dùm cho Thanh Tùng. Ờ, tiền ở đâu có? Quý vị sẽ được bao nhiêu tiền? Làm sao mình ghi danh? ha Điều kiện ra làm sao? Quý vị nghe kỹ dùm cho em nha. Thứ nhất, tiền ở đâu có? Bây giờ cái tiền á, là 2 triệu rưỡi. Thành phố San Jose sẽ chi ra 2 triệu rưỡi. Dùng 2 triệu rưỡi này để hỗ trợ cho chủ nhân của các cơ sở thương mại dịch vụ mà loại nhỏ. Và mỗi một chủ nhân như vậy Sẽ được hỗ trợ số tiền 15.000 Mỹ kịch rồi bây giờ quý vị hỏi Ủa 2 triệu rưỡi thành phố lấy đâu ra Trả lời ngay Thành phố San Jose là một trong thành phố lớn Trên toàn quốc Cho nên San Jose có nhận được Một cọc tiền hỗ trợ kinh tế Đối phó với uh, Đại dịch Covid-19 Từ chính phủ liên bang Là nó trích từ cái tiền chi cho chính phủ Của các tiểu bang Từ đạo luật cares Act Của hồi tháng 3 đó thì San Jose có nhận được một cọc tiền chính xác bao nhiêu thanh tùng nhớ mà thanh tùng thấy số tiền lớn lắm cọc tiền đó để đối phó đại dịch Thì bây giờ San Jose mới ngắt chút từ cọc tiền đó là 2 triệu rưỡi để hỗ trợ cho giới tiểu thương ở địa phương của mình rồi có gì hiểu tiền từ đâu ra rồi ha bây giờ qua tới cái điều kiện trước khi nói điều kiện cho thanh tùng được nhắc nè di danh Chương trình ghi danh đã được mở ra. Bắt đầu nhận đơn ghi danh online, ghi danh online bắt đầu ghi danh từ ngày hôm qua là ngày thứ tư. Hôm qua, thứ tư 12 tháng 8 đã nhận đơn rồi và tiếp tục nhận đơn ghi danh của quý vị cho tới ngày hôm nay là thứ năm, mai thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai và thứ ba tuần tới. Kết thúc thời gian nhận đơn ghi danh online là 11 giờ 59 phút đêm của ngày thứ ba tuần tới 18 tây tháng 8. Xin quý vị lưu ý, bắt đầu từ thứ tư tuần tới ngày 19 tây tháng 8 thì người ta sẽ duyệt xét đơn ghi danh của quý vị và tiến trình duyệt xét đơn này sẽ kéo dài cho tới cuối tháng 9 sắp tới rồi quý vị mình hiểu cái 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 tiến trình nhận đơn nộp đơn dược xét ra sao rồi đúng không bây giờ là cái quan trọng nhất đây là điều cực kỳ quan trọng quý vị nghe kỹ dùm thanh tùng để quý vị biết rằng quý vị có đủ điều kiện hay không trước khi quý vị ghi danh làm ơn nghe kỹ để biết mình có đủ điều kiện hay không trước khi ghi danh để tránh làm mất thời giờ của quý vị chứ không phải của ai hết đó nhà quý vị quý vị phải đáp ứng đủ tất cả các điều kiện sau đây thứ nhất chủ nhân của các cơ sở thương mại dịch vụ đó phải sống ở trong vùng quận hạt Santa Clara. Sống, á, quý vị sống, á, địa chỉ thường trú của quý vị đó là trong quận hạt Santa Clara. Thứ nhì, cơ sở thương mại dịch vụ của quý vị phải có địa chỉ ở ngay trên khu vực của thành phố San Jose. Rồi quý vị hiểu chưa? Nhà quý vị thì ở thành phố nào cũng được miễn trong quận hạt Santa Clara nhưng cơ sở thương mại dịch vụ của vị phải nằm trên địa bàn của thành phố San Jose. Địa chỉ phải nằm trên San Jose. Nha, đó là hai. Điều kiện thứ ba, cơ sở thương mại dịch vụ của vị phải có từ 5 nhân viên trở xuống tính luôn quý vị. Tính luôn chủ là từ 5 nhân viên trở xuống. Chưa thấy không? Bởi vì Thanh Tùng mới dùng chữ là cơ sở thương mại dịch vụ loại siêu nhỏ đó có gì. Hãy dùng chữ tiểu thương là từ 500 nhân viên trở xuống hay là 300 nhân viên trở xuống Còn cái này là từ 5 nhân viên trở xuống mình gọi là siêu nhỏ luôn 5 nhân viên trở xuống thì là 5 nhân viên toàn thời gian full time Ví dụ quý vị nói tiệm của tôi không, không có nhân viên full time Chỉ có part time thôi, bán thời gian thì tính làm sao Họ tính vậy, hai nhân viên bán thời gian cộng lại bằng một nhân viên full time Đúng không nghĩa là sao, tiệm của gì có 4 nhân viên bán thời gian thì cộng lại đã thành ra hai nhân viên toàn thời gian. Tiệm quý vị có 6 nhân viên bán thời gian Cộng lại thì nó bằng tương đương với 3 nhân viên toàn thời gian Bây à, giờ quý vị sẽ hiểu vấn đề Nên tiệm quý vị có 8 nhân viên bán thời gian Cộng lại nó là 4 nhân viên toàn thời gian Cộng với quý vị nữa là 5 Miễn cộng lại 5 nhân viên toàn thời gian là trở xuống là quý vị đủ điều kiện đó, đó là ba điều kiện rồi ha. Giờ điều kiện thứ tư nè quý vị, cửa tiệm của vị phải đang trong tiến trình hoạt động đang trong hoạt động nha chứ không phải đóng cửa nha tức là không không biết hoặc là chưa cho mở cửa đi nhưng mà ít nhất cho thấy rằng là vì đại dịch nên mình đóng cửa chứ không phải mình đóng cửa vì một lý do nào khác ha phải là must be active đó có gì đó rồi cửa tiệm có gì phải đang trong quá trình không có khai phá sản nếu đang trong quá trình khai phá sản thì quý vị không đủ điều kiện rồi có gì tiệm của gì phải được mở ra ở San Jose trước ngày 1 tháng 3 2019 đó là bốn điều kiện ha mình bốn điều kiện rồi Giờ có tới điều kiện thứ năm nè là đây là điều kiện cực kỳ quan trọng vì điều kiện này mà một số quý vị sẽ không đủ đây là quý vị chưa bao giờ nhận được ppp hoặc là eitl ppp và EIDL là hai cái chương trình vay nợ của sba quý vị còn nhớ không nếu quý vị đã nhận một trong hai hoặc cả hai chương trình vay nợ đó thì quý vị không đủ điều kiện cho cái 15.000 đồng này của San Jose. Những quý vị nào chưa nhận được một trong hai hoặc cả hai PPP và EIDL thì quý vị mới được 15.000 này của San Jose. Rồi, đó là năm điều kiện ha. Điều kiện rất là quan trọng ha. Kế tiếp nữa, chủ tiệm á, cái người ghi danh á phải nắm trong tay 51% cổ phần hay là vốn của công ty của mình hoặc là một trong hai chủ mà nắm một nửa một nửa 50% trăm, quý vị mới đủ điều kiện. Rồi, thêm cái nữa nè, thu nhập Người ta có tính thu nhập thì miễn sao thu nhập trong gia đình của quý vị á, thu nhập của quý vị và trong gia đình của quý vị nó phải bằng hoặc là dưới mức 80% giới hạn thu nhập của địa phương mình thì làm sao biết quý vị truy cập vào trang web người ta đó người ta có con số cho quý vị luôn, quý vị yên tâm. Xíu nữa Thanh Tùng sẽ giúp cho quý vị cái đường link để quý vị vào quý vị xem cái chart là cái mức giới hạn thu nhập ở địa phương của mình quý vị yên tâm nhưng mà thu nhập là người ta có tính nha rồi số tiền này quý vị sau khi được tặng grant. Đây là tiền grant chứ không phải tiền loan. Grant có nghĩa là tặng là cho nha, cho phát. Tại tiền này là tiền quý vị được cho, tiền quý vị được tặng cho nên quý vị không cần trả lại. 15.000 đồng tiền thành phố San Jose tặng cho quý vị. Quý vị không cần trả lại nha, em nhắc lại, đây không phải là nợ, đây là tiền nhét vô túi của quý vị. 15.000 đồng nha quý vị. Nhưng Quý vị đừng quên, không phải quý vị lấy 15.000 đồng đó của San Jose về, quý vị đi, đi đánh bài, quý vị đi kéo máy, <laughs> quý vị đi Vegas kéo máy, dạ không ạ, à, dạ không ạ, à. quý vị cầm 15.000 đồng đó rồi quý vị làm những chuyện khác, dạ không ạ, à. 15.000 đồng này là để phục vụ cho hoạt động cửa tiệm của quý vị, mà thôi, chứ không được làm chuyện gì khác. và thí dụ nè, quý vị phải sử dụng 15.000 đồng đó cho các mục đích vận hành điều hành cửa tiệm như sau. Dùng tiền đó để trả tiền rent, tiền thuê nhà, thuê mặt bằng, trả tiền bảo hiểm, trả tiền điện, nước, internet, tiền rác. Ví dụ như vậy, quý vị có thể dùng 15.000 đồng này để trả tiền lương cho nhân viên của mình, có thể dùng tiền này để mua các trang thiết bị cho cửa tiệm của gì, có thể dùng tiền này để quảng cáo, quảng cáo với nét Việt TV, quảng cáo với Hot News với Thanh Tùng, ok nha quý vị, ok, họ có nói vậy đó. Rồi, quý vị có thể dùng tiền này để mở các trang web để quảng bá công ty của vị, ok. Ok, thì đó 15.000 đồng này quý vị sử dụng cái mục đích đó ok. Quý vị không được quyền sử dụng 15.000 đồng này để đi đánh bài. Nhà, quý vị không được quyền sử dụng tiền 15.000 đồng này để chi trả cho mục đích cá nhân hay trả nợ riêng cho quý vị. Quý vị không được quyền sử dụng tiền này để vận động hành lang vì chính trị hay là về tôn giáo, không được quyền dùng tiền này để sửa chữa cửa tiệm, không được quyền dùng tiền này để di dời cửa tiệm của quý vị ra khỏi thành phố San Jose, không được dùng tiền này để refinance tái tài trợ cho những món nợ cơ sở thương mại của quý vị trên thẻ tín dụng. Không được dùng tiền này để đóng thuế hay đóng phạt. Và không được dùng tiền này cho các cơ sở thương mại dịch vụ khác cái đó là bị vi phạm thì làm sao có gì quý vị nói làm sao biết làm sao biết tôi dùng tiền này cho mục đích gì dạ người ta cho tiền là ta có biết nghĩ tới chuyện đó luôn rồi quý vị yên tâm người ta sau này sẽ đòi quý vị bằng chứng quý vị đã sử dụng tiền ra sao có thể người ta sẽ xin bằng chứng quý vị phải giữ lại hóa đơn quý vị đã chi xài cho 15 000 này ra sao ha à, rồi bây giờ như vậy cái tiến trình ghi danh á nó gồm có hai bước đơn giản thôi bước thứ nhất khi có vị ghi danh Apply ở trên mạng, quý vị sẽ được hỏi 7 câu, 7 câu hỏi đơn giản. 7 câu hỏi này là để xem quý vị có đủ điều kiện hay không. Sau khi quý vị trả lời 7 câu hỏi rồi và người ta thấy quý vị đủ điều kiện, người ta sẽ đưa quý vị sang một cái trang kế tiếp, đó là trang ghi danh toàn tập. Full application, ghi danh toàn tập. Quý vị sẽ ghi danh xong hết. Xong rồi quý vị nộp đơn. Người ta nói quý vị thiếu cái giấy tờ gì, quý vị nộp giấy tờ đó. Ví dụ như là sẽ căn cước, Thí dụ như là hồ sơ khai thuế 2018, hồ sơ khai thuế 2019, rồi uh, cái uh, cái bằng chứng để cho thấy thu nhập trong gia đình của quý vị. Thí dụ như vậy, chỉ cần đơn giản vậy thôi. ha Rồi, bây giờ ghi danh bằng cách nào? Hiện bây giờ ở trên màn hình thanh tùng tin rằng là có chạy cái đường link, có chạy cái đường link để quý vị click vào trong đó, quý vị ghi danh. Uh, thanh tùng có đường link bằng tiếng Anh, thanh tùng có đường link bằng tiếng Việt. À, quý vị có thể chụp lại màn ảnh của nét Việt TV. Trong trường hợp trong trường hợp mà quý vị không kịp ghi hay không kịp chụp lại thì Thanh Tùng biết là Đài Nét Việt của Thanh Thảo với lại Minh á, mình là Tô á sẽ rất sẵn lòng để giúp cho bà con của mình đặc biệt là khán giả của Nét Việt, khán giả của Hot News với Thanh Tùng. Quý vị cần đường link gọi số điện, số điện thoại của Nét Việt để các bạn các em nhắn tin cho quý vị, gửi cái đường link cho quý vị. Quý vị giúp dùm em nè, quý vị nhớ dùm em cái chi tiết nha. Ghi danh dùm em càng sớm càng tốt và hạn chót ghi danh cho 15.000 đồng của San Jose. Một lần nữa quý vị sẽ lặn 11 giờ 59 phút tối thứ ba tuần tới 18 tây tháng 8. Làm sao làm miễn ghi danh dùm cho cho Thanh Tùng trước 11 giờ 59 phút tối thứ ba tuần tới 18 tháng 8. Bởi vì đúng 12 giờ đêm là người ta khóa sổ. Nha, giúp dùm em. Tới thứ tư người ta bắt đầu duyệt xét đơn nên toàn bộ ghi danh trên mạng mà thôi. Tụi em có tiếng Việt, tụi em có tiếng Anh, ai cần cái gì thì nhắn tin uh, báo cho bên Đại Ngác Việt biết các bạn giúp cho có gì. chút cái gì thật là nhiều may mắn. Có thể xem lại tiết mục này trên YouTube ở trang là Hot News với Thanh Tùng hoặc sau khi quý vị xem xong nhớ cho thanh tùng xin một cái like nhớ subscribe lần sau mình xem tiếp quý vị muốn bảo trợ tiết mục hot news với thanh tùng gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình của net việt tv đang có chương trình promotion dành cho quý vị chúc quý vị nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị tiết mục này lần tới